xin gửi lời quý đại biểu, quý thầy cô có mặt trong buổi gặp mặt chia tay trong buổi chiều ngày hôm nay, thầy giáo Đinh Xuân Đông xin gửi lời quý vị một ca khúc được mang tên Người lái đò thầm lặng. Xin gửi lời quý vị, mong quý vị cùng lắng nghe.
Cảm ơn quý vị rất nhiều.